Đây là ngã tư Phú Lợi, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo. Hôm nay ngày 31 tây rất là đẹp luôn. Bên đây có dãy bán xe nè, xe để tuốt tuốt trên cao. Bây giờ thì chuẩn bị chạy một vòng thành phố Sóc Trăng ngày cuối năm, ghi hình cho cả nhà xem coi ngày cuối năm nó nhộn nhịp như thế nào. Bây giờ thì mình đi thôi. Đầu tiên thì Trương Dương sẽ chạy trên đường Trần Hưng Đạo. Đây là đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng. Trước mặt là Vincom, Vincom thành phố Sóc Trăng. Mấy dãy, mấy xe đẩy bán trái cây nhóc luôn. Trước mặt Vincom nghe vị, Vincom của thành phố Sóc Trăng rất là đẹp này. Ánh nắng chiếu vô sáng rực luôn. Đường Trần Hưng Đạo còn gọi là đường đại lộ ngân hàng, nghe ghê không, đại lộ ngân hàng. Nhưng mà tại vì có cái tên đại lộ ngân hàng á, tại vì trên đường này á, trên đường Trần Hưng Đạo của thành phố Sóc Trăng rất là nhiều ngân hàng luôn, nên mình gọi là đại lộ ngân hàng đi. Chạy dài dài là thấy đại lộ ngân hàng, là thấy ngân hàng không. Trên đường này thì có công ty sổ số kiến thiết, rồi thư viện, bảo tàng, chỗ làm thủ tục hành chính, hình như là tập trung trên hướng này nhiều đó. Đường Trần Hưng Đạo bên tay phải là nhà hàng Khánh Hưng xưa, bây giờ bỏ rồi. Lại là trái đất huyền thoại. Sao năm nay chưa thay cái trái đất này nữa? Trái đất này để lâu dữ rồi đó, mấy năm rồi đó. Giờ tiếp tục chạy thôi. Đường Trần Hưng Đạo, Thái Hồng, rồi tiếp tục tới ngân hàng, tới bưu điện. Phía trước là bưu điện nha quý vị. Dãy dừa, trái cây. Thẳng về phía trước, giờ đi qua bên tay phải là dừa trái cây, ở bến xe rồi ngày xưa nha. Tới đây dưỡng đèn đỏ. Rồi dưỡng đèn đỏ khoảng chừng 5 phút. Bữa nay thì ngày cuối năm thấy cũng nhộn nhịp. Ủa xe đèn đỏ lâu quá vậy? Qua qua đây cái coi, công viên 30 tháng 4. Rồi tiếp tục chạy thôi. Giờ thì Trần Dương đang chạy vào đường Hai Bà Trưng, thành phố Sóc Trăng, tìm dần thanh tâm. Thế giới di động, hai bên đối mặt với nhau. Đây là Hải Quốc, ngày xưa tới giờ. Đường Hai Bà Trưng này thì là đường chính nghe quý vị, đường một chiều và đường chính của thành phố Sóc Trăng nha. Hai bên dãy nhà này bán buôn bán rất là nhiều luôn. Nói chung là cái đường này rất là sầm uất luôn. Đường chính của thành phố Sóc Trăng, đường này với đường Sở Viên Nghệ Tỉnh là hai con đường chính vào thành phố Sóc Trăng nha. Bây giờ thì như sẽ chạy lên tới cầu C247 là cầu quay ngày xưa. Bây giờ thì người ta đang
ta chán nhựa xong rồi bị để trên dưới ghi hình nhà giữa đường Quốc Hổng, người ta chán cái mặt cầu rất là đẹp luôn nha. Đây ta chán mặt cầu rất là đẹp luôn á, cầu rất là rộng và họ đang làm cái hoa sen đấy vị, thấy không? Để trang trí hoa sen nè, đẹp không? Rất là lớn luôn nha, cánh hoa sen này là khủng khiếp của nó. Cái mặt cầu là rộng thênh thang không, làm cho một đêm này xong rồi đó. Mấy cái công đoạn kia thì lâu nhưng mà chán nhựa thì tôi thấy người ta làm rất là lẹ luôn. Bên trái thì là ánh quang nha. Bây giờ thì chị Duyên chạy về hướng đường Lê Lợi. Đây là đường Lê Lợi nha quý vị, cũng là đường một chiều luôn nha. Đường này thì Trường Dương đã chạy nhiều lần rồi, nhưng mà ghi hình thì không mấy đẹp, hôm nay ghi lại cho quý vị xem. Bữa nay rất là quay rất là bệnh màng luôn nha. Phía trước thì là tượng đài trung tâm thành phố Sóc Trăng. Đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tiếp tục đầu đường này là cuối đường của đường Lê Lợi nhé vị, ông cua tượng đài trung tâm thành phố Sóc Trăng lên đường Hùng Vương. Hôm nay không biết tượng đài này có trang trí hoa không, chứ gần Tết là trang trí hoa đẹp lắm. Phía bên phải là hồ nước ngọt, phía bên trái là chợ bông sen. Đây hồ nước ngọt mến yêu, bây giờ thành bệnh viện giải chiến số 1. Đường này thì buổi chiều á, mấy ngày này buổi chiều rất là đông nha quý vị, buổi chiều rất là đông vui luôn ha. Và chợ đêm cũng đã bán rồi nha, chợ đêm đã bán hầu như là đầy đủ hết rồi, chợ đêm của thành phố Sóc Trăng nằm bên tay phải này vị, đây chợ đêm nha. Giờ này bắt đầu ta chuẩn bị dọn ra đó. Thì vậy đây thì bán kiến, đường này thì chưa có kiến thì ghé vô mua cặp kiến chống bụi. Dạ, có bán khẩu trang luôn. Đây là viên cơm. Ô không phải, nó lộn, cốc mắt. Cốc mắt Sóc Trăng. Bữa nào vô cốc mắt ghi hình chợ Tết của cốc mắt ở vị xem. Bây giờ tiếp tục chạy đường Hùng Vương. Trời này cũng hơi bị nắng, nhưng mà chạy ngoài nắng thì chết vi khuẩn. Hôm nay buổi chiều mình thấy người ta chạy đông, người đi làm về rồi người đi tới thì lui đông, rất là đông vui, giống như là ngày thường vậy đó, không có chuyện gì xảy ra, không có bệnh dịch gì chân. Buổi chiều chạy đường này rất là vui luôn, nhìn thấy nó thoải mái tinh thần. Chăng thì bây giờ thấy cũng hơi giảm rồi, vì dịch Covid thì hơi giảm rồi, hy vọng nó đi luôn đi, đừng ghé nữa. Đường Hồng Vương chạy dài ấy vì phía bên phải có quán ốc Đồng Châu. Quán ốc Đồng Châu này nghỉ cũng lâu dữ rồi nè, chưa bán lại. Đây là cổng chào cũ của thành phố Sóc Trăng.
Bây giờ chúng sẽ dòng lại ghi hình bên tay trái. Bên tay trái của đường Hùng Vương. Đường này thì giờ này được nắng hay vị vị thông cảm nha. Được nắng thì chuyện sẽ ghi hình dãy nhà thôi, chứ không có ghi hình đường lộ. Được nắng nó bị tối á, ghi hình dãy nhà thì nó sáng hơn. Chút xíu sẽ cho cameraman nhí quay quay thử tập sự cho thợ quay phim cũ quay phim mới quay phim nhí quay thử cho cả nhà xem trên các con đường. Camera Hoàng Long. Hôm nay mướn thợ quay phim qua theo quay á quý vị. Hơi bị chói rồi, đắng hơi bị chói rồi. Ừ, đúng rồi. Quay vô phía trong. Quay ra quay dãy nhà này đi, cũng đẹp mà. Dãy nhà này trên đường Hùng Vương nghe đi. Đây cây xăng Hùng Vương nè. Bán xe, ngân hàng, hotel và điện máy xanh nằm trên đường Hùng Vương hết nha quý vị. Bán quần áo nè, Viettel cũng nằm trên đường Hùng Vương. FPT, Thế Giới Di Động cũng nằm trên đường Hùng Vương luôn. Hôm nay thì cả nhà thấy không, thành phố Sóc Trăng treo cờ rất là đẹp luôn nha, tại vì Tết Tây mà. 31 tháng 12 2021, ngày cuối năm, và dính cái đèn đỏ nữa để tiếp đây. Thiên Dương ghi hình ngày cuối năm tập kỷ niệm tạm biệt năm 2021. Thường ta quay cuối năm, người ta quay ăn Tết, ta ghi hình là có qua rồi, năm nay thấy không có. Tết Tây này, mỗi năm cũng làm lớn lắm, bây giờ mấy năm nay bệnh dịch quá, không có làm luôn. Sắp chăn là im ru. Chợ bông sen. Nhà hàng Hằng Ký. Đi vòng vòng hồi thế nào cũng trở lại con đường cây me này nè. Ngô Gia Tự nè. Đường này Trường Dương gọi là đường cây me. Giờ này mấy cây me nó cháy nhóc luôn quý vị. Muốn nấu canh chua lại đây bẻ me nấu canh chua nè. Cháy nhiều lắm. À, cháy nhóc luôn thấy không. Cái gì thì bây giờ thì tới đường rẽ phải chạy qua xe buýt Mỹ Đình, cầu cầu cao ngày xưa, bây giờ là cầu 30 tháng 4. Cầu 30 tháng 4 cũng đang làm cái dạng đèn luôn nha cả nhà. Đang làm dàn đèn luôn, mặt cầu đó không, rất là đẹp luôn. Cầu láng lứt, cầu thì rộng mênh mông, là một bên lan can xong rồi. Bây giờ bên kia người ta đang chuẩn bị làm dàn đèn cho cầu. Dàn đèn bên đây là dàn đèn làm giống như là cầu dây văng lại vậy. Bên cầu cầu cao á, cái cầu quay á, thì người ta sẽ làm một cái hoa sen. Còn bên đây người ta sẽ làm một cái cầu dây văn, đường rất là láng luôn nha. Cầu xong rồi quý vị, chỉ còn làm mấy cái đó là xong rồi đó. Công đoạn cuối chỉ còn bờ kè thôi. Bờ kè chắc người ta làm xong năm nay luôn quá. Bây giờ đường này là đường xe buýt Nghệ Tĩnh, đường về nhà quý vị. Đường này về nhà Trường Dương. Nhưng mà chưa đâu, Trường Dương sẽ chạy một vòng nữa.
chạy một vòng để cho quý vị xem. Quay ngày cuối của 2021, dẫn trên đường xe buýt nghệ tĩnh ngày xưa. Con đường này cũng là con đường chính nha quý vị. Sóc Trăng có hai con đường, Hai Bà Trưng và xe buýt nghệ tĩnh là đường một chiều á. Chạy tới thì là biên phòng, bộ đội biên phòng ấy thì đây phía tay phải là bộ đội biên phòng á, bộ đội biên phòng của thành phố Sóc Trăng. Bây giờ thì chị Dương sẽ chạy đường Nguyễn Trung Trực. Sóc Trăng chỉ có mấy con đường này thôi, chạy tới chị lui ngoài. Nhưng mà ngày 31, ngày cuối năm thì chị Dương sẽ quay một vòng quý vị xem. Rồi để chuẩn bị làm những clip tới, những clip sau nữa. Những clip sau thì sẽ có chợ Tết đâu quý vị, để ghi hình cho quý vị xem. Đây là đường Nguyễn Trung Trực, chạy dài tới đường Phú Lợi. Đường này thì quen thuộc quá, mà đường này rất là mát nữa chị. Đường này hai bên kỳ trồng cây á, mát lắm. Con đường đẹp nữa, chạy vòng vòng mấy con đường á, mát nhất là thầy chỉ thấy con đường này thôi, đường Nguyễn Trung Trực nè, phường 2 nè. Mà con đường này là con đường đẹp đó, trồng cây cũng đẹp. Chứ con đường Lý Thường Kiệt của Sóc Trăng cũng đẹp. Còn mấy con đường lớn mà kia nắng quá. Đây cũng có điện máy xanh, cái bát quá xanh nè. Đây là chợ phường 2 nha quý vị. Chợ phường 2. Chợ đầu kia là đường Phú Lợi. Đây là đầu đường Phú Lợi nha quý vị. Bây giờ thì tới đây thì chị Dương xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.